Và hôm nay chúng ta học bài hội chứng tắc ruột. Thì tắc ruột là một bệnh lý cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Thì trung bình ở bên một bệnh viện lớn, bệnh viện trong 15 năm nay thì mổ thường trực thì có khoảng 1 đến 2 ca tắc ruột. Và nó là một cái bệnh nặng. Bởi vì sau khi mổ thì bệnh nhân có nhiều nguy cơ xảy ra những cái biến chứng sau mổ. Mà để hạn chế bớt những cái biến chứng đấy thì chúng ta cần phải chẩn đoán cho tốt một bệnh nhân bị tắc ruột. Không chỉ chẩn đoán là có tắc hay không mà chẩn đoán là cả những cái thể lâm sàng khác nữa, ví dụ như tắc đơn thuần hay là tắc do tắc nhẹ, tắc ở đâu, nhưng nguyên nhân gì thì chẩn đoán càng chính xác thì chúng ta có cơ hội mổ sớm cho bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ càng tốt hơn. Trong phạm vi của bài hôm nay thì các bạn là mới có Y2 thôi, chúng ta cũng học đơn thuần là lâm sàng. Tập trung chủ yếu là cái chuyện tiếng học. Đó, mục tiêu có 7 mục tiêu. Thì mục tiêu đầu tiên thì rất là đơn, rất là dễ, không cần phải cao siêu, không cần phải kiến thức cao lắm, hiểu thế nào tắc ruột. Thứ nhì là gì, là phân biệt tắc ruột cơ học và tắc ruột cơ năng. Thứ ba nữa là gì, là tắc ruột cơ học cơ năng thì cũng tương đối dễ, chúng ta thầy nói chỉ cần nửa phút là các bạn hiểu rồi. Thứ ba đó là phân biệt tắc ruột đơn thuần, tắc ruột do tắc và tắc ruột qua kính. Cái này nó hơi cần phải suy nghĩ hơi sâu một chút xíu. Rồi thứ tư là gì, phân biệt tắc ruột non và tắc ruột già. Cái này cũng tương đối quan trọng, làm sao để một bệnh nhân có cơ hội chứng tắc ruột đấy thì chúng ta khám lâm sàng, chúng ta làm sao chúng ta chẩn đoán được là bệnh nhân này bị tắc ở ruột non hay ruột già. Đây là một kỹ năng lâm sàng rất là quan trọng. Và thứ năm là biết được một số bệnh lý tắc ruột này không quan trọng. Thứ sáu là chẩn đoán hội chứng tắc ruột, điểm này là trọng tâm của cái bài học hôm nay của các bạn. Thứ bảy là gì, là biết một vài phương pháp phẫu thuật tắc ruột không quan trọng. Như thế thì trong 7 mục tiêu sau đây thì là thầy vừa nói đấy, thì mục tiêu số 2, số 3, số 4 và số 6 là trọng tâm của cái bài giảng hôm nay. Các bạn cố gắng hiểu những mục tiêu đấy càng nhiều thì càng tốt. Rồi mặt đại cương thì định nghĩa tắc ruột là gì? Nó là một cái quá trình bệnh lý mà trong đó sự di chuyển của các chất ở trong lòng ruột nó bị ngưng trệ. Đó, các chất trong lòng ruột có gì? Ruột non thì có dịch lỏng, không được chơi dịch tiêu hóa, thức ăn chưa tiêu hóa, vân vân. Còn trong ruột già có gì? Có chất đặc là phân. Chúng ta phải biết cái vật chất ở trong lòng ruột có tương đoạn của ống tiêu hóa để chúng ta chẩn cho được là tắc ở ruột non hay ruột già. Đặc biệt tắc ruột già thì cái thể biểu hiện lâm sàng nó tương đối, nó hơi khác một chút so với tắc ruột non. Rồi cái điểm thứ nhì chúng ta cần nắm, cái này cũng đơn giản thôi, không cần phải động não nhiều lắm. Tắc ruột cơ học và tắc ruột cơ năng. Tắc ruột cơ học là gì, là có nguyên nhân thực thể làm biến tắc lòng ruột. Còn tắc ruột cơ năng là gì, là lòng ruột vẫn thông suốt, có nghĩa là các di chuyển ở trong lòng ruột nó bị ngưng trệ, sự di chuyển các chất trong lòng ruột nó bị ngưng trệ nhưng cái lòng ruột vẫn thông. Bạn hiểu rồi ha. Vì thế nếu như giả sử có một cái phương tiện nào đấy có thể di chuyển ở trong lòng ruột của bệnh nhân tắc ruột, ví dụ con robot chẳng hạn, nhỏ bằng cái viên bi thôi, nó di chuyển trong đấy, thì trong trường hợp tắc ruột cơ học đến cái chỗ tắc đấy không đi tiếp được nữa, hiểu chưa? Còn trong trường hợp tắc ruột cơ năng thì nó vẫn đi tiếp tục, có thể đi từ miệng xuống dưới tận ống hậu môn. Nó đại khái là gì, là tắc ruột cơ năng trên lâm sàng thì bác sĩ ta gọi là liệt ruột, đồng ý không? Còn trên lâm sàng tắc ruột cơ học thì được gọi đơn giản là tắc ruột thôi. Như thế thì khi mấy bạn đi lâm sàng đấy thì nghe bác sĩ lâm sàng ta nói là tắc ruột thì bạn hiểu là gì, là tắc ruột cơ học. Còn liên ruột thì bạn hiểu là tắc ruột cơ năng, thì đơn giản rồi ha. Rồi khái niệm này tương đối hơi phức tạp chút xíu. Khái niệm kế tiếp chúng ta cần phải nắm cho được, tại vì bây giờ nhiều bác sĩ lâm sàng, thậm chí bác sĩ chuyên khoa ngoại tiêu hóa cũng còn lơ mơ về cái chuyện này. Đó là khái niệm về tắc ruột đơn thuần, và tắc ruột do tắc hay gọi là tắc nghẹt ruột. Thì trong trường hợp tắc ruột đơn thuần đấy, mặt treo ruột còn có đảm thứ máu thành ruột,
nắm được chưa? Nghĩa là đắp các độ đơn thuần thì mặt treo vẫn bình thường, thứ mới thành độ cũng bình thường. Còn trong trường hợp thắt nghẹt nha, thì cung cấp máu từ mặt treo cho thành ruột giảm hoặc mất. Như thế thì cái ruột bị tắc đơn thuần đấy, cái nguy cơ hoại tử của cậu ruột đấy nó có nhưng mà thấp. Còn trong trường hợp tắc ruột cho thắt, đặc biệt là thắt hoàn toàn mạch máu nuôi nha, mạch máu nuôi cung cấp từ mặt treo đó bị cắt hoàn toàn trong vòng 6 đến 8 giờ là ruột nó sẽ hoại tử nha. Và một cái bệnh lý điển hình cho tắc ruột cho thắt là gì? Là xoắn sắn ruột. Thì cái hình kế bên đó minh họa cái hình ảnh của một cái đoạn bị sắn ở trên đoạn ruột này là bạn thấy là đại tràng đấy nha. Thì khi ruột bị sắn như thế nha, cái lúc sắn này nó làm cho lòng ruột nó bị tắc, đồng thời nó cũng làm cho mạch máu trong mặt treo nó bị sắn nhận và nó tắc luôn. Cho nên bạn thấy là cái đầu ruột sắn đấy thì nó đổi màu, nó không có màu sắc bình thường như là cái đầu ruột hai đầu. Và cái đầu ruột sắn đấy nếu mà tưới máu thì thắt đứt hoàn toàn thì nó sẽ hoại tử trong 6 đến 8 giờ. Đây là hình ảnh minh họa một trường hợp tắc ruột đơn thuần. Nha, bệnh nhân này có một cái sang thương ở thành ruột. Sang thương này sau đó đem sinh tiết ra là viêm mãn thôi. Nha, và nó làm sơ hóa, nó làm hẹp cái thành ruột. Nha, làm cho lòng bị bít. Và khi mổ ra thì bạn thấy là sao? Là cái đầu ruột bên trên cái chỗ tắc này là nó giãn rất là to. Còn đầu ruột bên dưới chỗ tắc này nó xẹp hoàn toàn nha, và mặt treo vẫn bình thường nha. Vì thế tưới máu thành ruột ở trên và đầu dưới cũng bình thường, nghĩa là cái trường hợp này nha thì không có nguy cơ, hoặc là có nhưng mà rất thấp của hoại tử thành ruột. Nếu có hoại tử là do nó căng quá mức thôi, chứ còn tưới máu, mặt treo tưới máu vẫn bình thường. Thì đây là ví dụ điển hình của một trường hợp tắc ruột đơn thuần. Còn đây là một trường hợp tắc ruột do thắt nha, hay gọi là thắt ruột non đấy. Bạn thấy một cái qua ruột nó tạo thành một cái dòng thắt ở đây, cái qua ruột khác nó chui qua cái dòng thắt đấy và nó bị thắt lại, và cái qua ruột bị thắt đấy nha thì sẽ có nguy cơ là gì? Là thiếu máu. Và nếu chúng ta không chẩn đoán sớm, nhưng nếu chúng ta không mổ kịp thời thì cái qua ruột bị thắt đấy nó sẽ hoại tử và nó sẽ bung ở trong bụng. Một trong bụng thì vi khuẩn mạc rất là nặng, tại vì bạn biết là cái dịch ruột đấy vi khuẩn rất là nhiều nha. Thì trường hợp này cũng là thầy mổ đây nha, hai cái hình này đều là thầy mổ, cho nên hình chụp bằng máy nó đẹp như thế, còn nếu thấy trên mạng xuống nó không có đẹp như thế này đâu nha. Thì ta thấy là mổ vừa kịp nha, khi mổ ra thì sao là cái đầu bụng bị thắt nghẹt, cái đầu tròn tròn đây nè ở bên tay phải đấy nha, vẫn còn sống. Và đơn giản chỉ là sao là giải cái dòng thắt, cái quai thắt này ra và ruột nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thì đây là một trường hợp thắt nghẹt ruột và chẩn đoán kịp, chẩn đoán sớm và mổ kịp thời. Rồi nha, thì đây là cái bảng so sánh thắt ruột do thắt và thắt ruột khoa chính nha. Thì chúng ta có ba khái niệm về thắt ruột về mặt sinh lý bệnh. Thứ nhất là thắt đơn thuần, thứ hai nữa là thắt do thắt, thứ ba nữa là thắt ruột khoa chính nha. Thì đây các bạn rất là chi tiết ở đây nha, bạn về nhà đến slide này bạn xem, các bạn nghiền ngẫm cho hiểu nha, thầy không cần phải nói nhiều ở đây nha. Nói chung là ba cái thể lâm sàng này giống như là hai tác dụng đơn thuần và tác dụng cho thắt là hai cực. Còn tác dụng quan chính là nó ở vị trí trung gian giữa tác dụng đơn thuần và tác dụng cho thắt. Tác dụng quan chính nó có một số đặc điểm sinh lý bệnh giống như tác ruột đơn thuần nha, mà cũng có một số đặc điểm giống như là tác ruột cho thắt. Hiểu vấn đề chưa? Nghĩa là ba cái cấp độ 1, 2, 3. Một là lành nhất, hiền nhất nha, tiên lượng tốt nhất là tác ruột đơn thuần. Còn ba là ở cực bên kia là tác ruột cho thắt, thì là dữ nhất, nguy cơ hoại tử ruột rất cao. Còn chính giữa là tác ruột quay kín nha. Đây là hình ảnh minh họa một trường hợp tác ruột quay kín nha. Tác ruột quay kín là gì? Là tắc ở hai đầu nha. Tác ruột quay kín là tắc ở hai đầu, một đầu không phải hai đầu, tắc hai vị trí là hai cái sang thương bệnh lý. Thông thường là gì? Là một ở một vị trí là một sang thương bệnh lý, còn vị trí kia là một cấu trúc giải phẫu mà nó hoạt động giống như là cái van một chiều, hiểu không? Như thế thì trong hầu hết các trường hợp tác ruột quay kín
nha, là tắc ruột, tắc ở đại tràng, do một cái u ở đại tràng. Cái u đại tràng đấy hoạt động như là một cái sang thương gây tắc một đầu, và cái van hồng mang tràng cũng hoạt động giống như là sang thương gây tắc ở đầu còn lại. Nắm được dương như thế thì cái đoạn đại tràng nằm giữa cái van hồng mang tràng này và cái u nha, nó sẽ chịu tác động của một cái hiện tượng bệnh lý mà người ta gọi là tắc ruột qua chính, đồng ý không? Có u ở trong trường hợp bên tay, cái hình bên tay phải đây bạn thấy là sao có u ở đại tràng xuống chỗ tiếp giáp với đại tràng xuống, đây là sigma nha. Và gì nữa, và cái chỗ tác động ở trên là gì, cái van hồng mang tràng thì có hai trường hợp nha. Nếu cái van hồng mang tràng này nó bị hở nha, thì cái dịch phân từ trong cái đoạn ruột tắc này nó có thể trào ngược lên ruột non nha. Thì trong trường hợp này nó gọi là tắc ruột đơn thuần bình thường thôi, thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện lâm sàng của tắc ruột non, và khi mổ ra thì cả đại tràng và ruột non nó đều giãn hết, hiểu không? Trường hợp thứ nhì là gì, cái van này nó hoạt động quá tốt, nó không cho có thể ta chịu ngược lại nha, thì lúc đó là dịch từ ruột non nó vẫn vào trong đại tràng được, mà dịch phân từ cái đoạn đại tràng nó không trào ngược vào ruột non được. Vì thế cho nên là khi mổ ra nha, thì đại tràng căng giãn cực lớn, trong khi đó ruột non trong trường hợp điển hình xẹp hoàn toàn. Nha, trong trường hợp mở kinh mạch nó tắc ruột qua chính đó, thì mổ ra ruột non xẹp lép, điển hình là ruột non xẹp. Trong khi đó ruột đại tràng nó căng quá mức, thậm chí nó căng đến mức là cái van tràng nó khi mổ ra đó là đã có nhiều trường hợp thậm chí đây đã mổ rồi nó tét luôn, nó căng quá. Nha, bình thường van tràng là 3-4-5 cm thôi. Nếu trong trường hợp kinh tại đấy thì nó căng quá có thể lên tới 12-15 cm nha. Có trường hợp mổ ra thì cái van tràng nó hoại tử, vừa mở bụng cái là nó xòa phân ra cả cái lít, cả 1-2 lít dịch phân nó xòa ra ngoài. Còn còn trường hợp khác nó lại nhẹ hơn là gì, nó tét luôn, tét cái van tràng nó 2-3 đường nha, lòi cái niêm mạc nó luôn, nó chuẩn bị nó bung ra đó. Thì lúc đó vừa kịp cắt rồi giải áp rồi câu lại. Vì thế thì bạn thấy là sao, là cái tác dụng qua chính nó có cái đặc điểm giống như là tác dụng đơn thuần ở chỗ là gì, là mạch máu mạch treo nó bình thường, nó có bị sóng dạng gì đâu nha. Nhưng có cái đặc điểm giống như là thắt nghẹt ruột ở chỗ là gì, nó có nguy cơ nó bị thiếu máu. Tại sao thiếu máu? Đó, tại vì nó căng quá nó sẽ gây thiếu máu nha. Cho nên là tác dụng qua chính thì thành ruột có nguy cơ thiếu máu do quá căng. Còn trong trường hợp tác dụng qua thắt thì sao, thành ruột thiếu máu do giảm thiếu máu mặt treo. Hai cái này cơ chế sinh lý bệnh nó hoàn toàn nó khác nhau. Về mặt sinh lý bệnh, về nhà xem trong sách bạn cứ nhìn cái hình bên tay phải thôi, cái hình bên tay phải là đủ để ta nhận định đủ hiểu là trong trường hợp tác dụng có bao nhiêu quá trình bệnh lý nó xảy ra nha. Đây là một trường hợp tắc ruột, cho tắc ruột đây mà thấy cái chỗ tắc là chỗ này, cái chỗ tắc là chỗ này. Đầu tiên là sao, cái điều ghi nhận trước tiên là sao, cái đoạn trên thì giãn và đoạn dưới thì xẹp. Cái tính chất xẹp của đoạn dưới đấy được lợi dụng để chúng ta đọc cái phim tiếp quan, lúc chưa ruột nào giãn thì sẽ có hơi, lúc chưa còn ruột nào xẹp thì hoàn toàn không có hơi. Như thế cho tiếp quan bụng ta thấy đại tràng không có hơi mà ruột non rất nhiều hơi, thì đó là một trong những cái tiêu chí để chẩn đoán tắc ruột trên liên quan bụng, đồng ý không? Rồi thứ hai là chúng ta xem cái đoạn phía trên con tắc thì chúng ta thấy làm sao, thấy nó phình to ra, có sự ứ động của dịch và hơi. Dịch ở đâu ra? Dịch nó không hấp thu được, dịch cho thành ruột nó tăng tiếp vào, dịch tiêu hóa nó tăng tiếp vào. Hơi đâu ra? Hơi cho vi khuẩn nó sinh ra, tại vì nó ứ động tăng sinh vi khuẩn nha. Cho nên dịch nhiều hơi nhiều thì thể hiện trên hình ảnh X quang bằng dấu hiệu mức nước hơi. Nắm được chưa? Như thế thì trên X quang có hai tiêu chí quan trọng nhất để chẩn đoán một trường hợp tắc ruột. Thứ nhất là có mức nước hơi, thứ hai nữa là đại tràng không có hơi. Thì hai tiêu chí đó rất là quan trọng để ta kết luận một trường hợp đó có phải là tắc ruột hay không. Nhà thứ ba đó là gì? Ta thấy là cái đoạn phía trên này nó sẽ do tắc thì thành ruột phía trên nó sẽ tăng có bóp do nó bù trừ cho phản xạ nha. Cho nên biểu hiện trên lâm sàng của cái quá trình bệnh lý sinh lý bệnh này là gì, bệnh nhân sẽ đau bụng quặn từng cơn
nha, và cái đau bụng mỏi từng cơn dùng để cho nó phân biệt với những cái bụng cấp khác và để phân biệt với liệt ruột. Rồi gì nữa, ta thấy là thành ruột nó có hiện tượng thiếu máu, nhưng mà thiếu máu này là hãn hữu nếu như tác dụng đơn thuần thôi. Thứ hai nữa là cũng có và cái nguy cơ nó cao hơn trong trường hợp tắc qua kính, và nó cực cao trong trường hợp tắc ruột do tắc nghẽn. Rồi một số bệnh lý gây tắc ruột này chúng ta không cần phải nhớ nha, xem cho vui thôi, đi lâm sàng chúng ta sẽ biết. Đầu tiên là do dính nha, thường gặp nhất, chiếm khoảng 60-70%. Đây là cái dây dính đây nha, và dây dính này sẽ nó làm cho ruột nó gặp gốc thì nó sẽ đôi khi đó, nó gặp xong nó xoay qua xoay lại, nó gặp hoàn toàn luôn, làm cho ruột nó bị tắc nha. Còn thứ hai nữa, dây dính cũng có thể là nguyên nhân làm cho ruột bị thắt, đồng ý không? Bạn thấy cái chỗ dây dính này và cái mặt treo nó có cái lỗ này, đồng ý không? Cái mặt treo phía dưới là nửa dòng dây dính này, là nửa dòng còn lại là thành cái dòng thắt. Dòng thắt nó để sẵn đây, thấy cái vai ruột ở trên nha. Bữa nào đẹp trời đó, bệnh nhân nào bị rối loạn tiêu hóa, ruột nó tăng co bóp, tăng nhu động chứ, là nó chui qua cái dòng thắt này và nó bị nghẹt. Cho nên dây dính có thể là nguyên nhân của tắc ruột đơn thuần, cũng có thể là nguyên nhân của tắc ruột do thắt. Đây là trường hợp thứ nhì, trường hợp thứ nhì là ung thư của ruột già nha. Đây là cái hình này, là căn này thầy mổ đây nha, ung thư ở chỗ tại đại sigma, một cái nhánh mà ung thư đã xâm lấn, nó dính vào cái nhánh bên kia, tức là đây là một cái quai. Cái quai này có nhánh lên và nhánh xuống đúng không? Chỗ ung thư cái dạng này dạng dòng nhẫn, có một nhánh là nhánh lên mà nó xâm lấn ra ngoài, thì cái lâm sàng ta gọi là T4, giải phẫu bệnh gọi T4 ấy, và nó dính vào trong cái nhánh xuống nha. Thì đang cắt một đầu, chuẩn bị cắt cái đầu còn lại, nhưng đã này nội soi ra ung thư. Cái hình bên trái là cái hình của nội soi, ta thấy là sao, là ở trong lồng ruột có một khối chồi chùi như súp lơ, như bông cải nha, đụng vào dễ chảy máu nha. Bề mặt thì sao, là có giả mạc, có mô hoại tử, và cái ống soi nó không qua được nha, không qua được thì coi như là đã tắt rồi đấy nha. Rồi nguyên nhân thường gặp thứ ba là thông ruột nghẹt nha, hay gọi là phát bị bẹp nghẹt. Đây cũng là nguyên nhân thường, cho nên bệnh nhân không có vết mổ cũ, không có lớn tuổi nha. Vết mổ cũ thì là cái tiêu chí để chẩn đoán là tắc ruột do dính, còn bệnh nhân nào lớn tuổi là tiêu chí để chẩn đoán là tắc ruột do ung thư nha. Bệnh nhân nào không có hai cái đấy nha, mà có tắc ruột coi chừng là do những cái phát vị nó nghẹt, một trong những cái nguyên nhân phát vị thường gặp nhất, không có một nữa là thường gặp nhất là phát vị bẹn nha. Thì lúc đó là nhiệm vụ của các bạn là trước một bệnh nhân có hội chứng tắc ruột, chúng ta mà có chuyển khám toàn thân, khám bụng, thì khi chúng ta phải khám luôn cả những cái lỗ, những cái chỗ có thể phát vị tự nhiên, ví dụ vùng bẹn, vùng vườn, vân vân, thậm chí là chúng ta phải thăm tình trạng thăm đậu vân vân, thì để chẩn đoán một trường hợp này ta phải khám toàn diện nha. Có nhiều bác sĩ là bỏ sót cái phát vị nghẹt, không chẩn đoán được, chỉ biết là có tắc thôi, tại vì sao bác sĩ đó làm biến tụt cái quần bệnh nhân xuống nha, để xem coi những cái lỗ, cái chỗ phát vị á, vùng bẹn, vùng vườn có cái khối gì đau hay không. Rồi nguyên nhân nữa là lồng ruột. Lồng ruột là một tình trạng hai cái đầu ruột trên và dưới nó lồng vào nhau nha. Cái đầu ruột bên một đầu ruột nó chui vào trong lồng đầu ruột kia, mà cái đầu ruột đấy đâu phải có ống không, có mặt treo, hiểu chưa? Cái mặt treo của nó cũng chui vào trong cái đầu ruột trên, như thế thì cái đoạn ruột bị lồng ấy, và cái đầu ruột lồng ấy, cái đầu ruột lồng thì bao gồm cả thành ruột và cả cái ống ruột và cả mặt treo. Như thế thì đầu ruột bị lồng, nó chứa cả hai thành phần, chịu không nổi nha. Cho nên là sao? Cho nên nó sẽ nghẹt. Mà đây là một trường hợp là tắc ruột do thắt, hiểu chưa? Tắc ruột do thắt nghĩa là lồng ruột nếu ta không xử lý kịp thời thì sẽ dẫn đến hoại tử có lồng đấy. Đây là trường hợp xoắn ruột, ta thấy đây cái hình nha. Cái chỗ xoắn là cái chỗ hai những ngón tay của phẫu thuật viên người ta để đấy. Và cái vai xoắn này rất là to, hình rất to, và gì nữa nó đã đổi màu, cái máy chiếu này cái màu nó không được trung thực lắm, trên hình thật cái quai nó đã chuyển sang cái màu xám xịt, nghĩa là trường hợp này đã hoại tử và không có giữ được
Đây là nền loạn tác động trên bở thức ăn. Thường gặp ở những bệnh nhân nào? Bở thức ăn là gì? Là tình trạng những cái chất xơ của thực phẩm mà chúng ta ăn vào đấy. Nó không tiêu, nó bó thành cục, thành một cái khối. Và cái khối đấy nó di chuyển xuống dưới và nó gây tắc ruột. Tại sao có những thức ăn xơ không tiêu được? Thứ nhất là bệnh nhân có nối tắc dạ dày và ruột non. Thứ hai nữa là xảy ra những trường hợp là bệnh nhân có mổ ở vùng bụng nhiều. Mổ bụng nhiều thì sao? Ruột dính nhiều thì nhu động ruột nó không có hiệu quả. Không hiệu quả thì những chất bã thức ăn để xơ nó sẽ động lại thành khối. Nhưng thứ ba nữa là gặp ở người già. Nhai không kỹ, không còn răng nữa mình nhai. Và thứ tư nữa là gì? Là tập quán theo địa lý, theo dân tộc. Là các chủng dân tộc nào, dân nào mà ăn nhiều chất, có thói quen ăn nhiều chất xơ, nhiều rau thì nguy cơ xảy ra tắc ruột và thức ăn nó cao hơn. Nó cũng là một yếu tố thôi. Ví dụ nha, rau chúng ta thái nhỏ ra, ta nhai kỹ thì không ảnh hưởng gì. Cho nên tác dụng cho bản thức ăn thường gặp ở châu Á hơn là ở châu Âu Mỹ. Âu Mỹ ta ăn thịt là chủ yếu, còn châu Á mình, đặc biệt Việt Nam thì có thói quen ăn rau, tối ăn rau đâu thuốc. Ngoài cái bã thức ăn ra còn có những cái bã khác nữa, ví dụ như tóc gì vậy cũng gây tắc ruột. Tóc tại sao? Có nhiều người có bệnh một cái chứng bệnh tâm thần, một cái dạng rối loạn bệnh tâm thần, là cứ ngày thường ngày cứ ngồi người chơi cái bứt tóc ra nhai là nuốt. Thì đã có trường hợp là mổ ra là 2 kg tóc ở trong dạ dày, đã có rồi đấy. Rồi tác dụng cho sỏi mật. Cái hình bên trái các bạn đấy là mô tả cái diễn tiến sinh lý bệnh của một trường hợp tác dụng cho sỏi mật. Các bạn thấy là cái túi mật đây có viên sỏi trong đây. Viên sỏi này nó làm cho túi mật nó bị viêm mãn và nó gây dính và nó gây giò giữa túi mật và cái qua ruột lân cận, thường là thái tràng. Nắm được chưa? Cái viên sỏi quá to. Mà nếu mà nó rớt vào qua cái chỗ giò giữa túi mật và ruột và thái tràng đấy, cái tắc ở thái tràng, thì có một cái tên rất là đặc trưng là gì? Là hội chứng Wolverine. Bạn cứ nghĩ là hệ phân hủy, thật ra không phải. Là do cái sỏi mật quá to nó rớt vào trong thái tràng, nó gây tắc ở thái tràng. Có nhiều trường hợp là sao nó không tắc ở thái tràng mà nó di chuyển xuống dưới. Các bạn biết là ở ruột non thì sao? Cái chỗ động cuối của ruột non ấy là chỗ hồi tràng tận, đó là cái nơi hẹp nhất, cho nên tới đó là nó sẽ mắc lại. Và đây là bên phải các bạn là một cái trường hợp là mổ ra và có tự nhiên là sẽ thành ruột để lấy viên sỏi đó ra. Bả thức ăn thì có thể nó mềm ấy, thì có thể bóp nó xuống đại tràng, mà khi nó xuống đại tràng được thì cái bả thức ăn đó trở thành phân đi tiêu bình thường. Tuy nhiên sỏi mật thì không thể bóp xuống được, nó đã mắc rồi thì nó sẽ kẹt ở đó, và ai có tự nhiên nào cố tình bóp nó xuống thì sẽ làm tép ruột, đúng ruột luôn, cho nên phải đẩy ngược nó lên và sẽ để lấy nó ra ngoài. Rồi, đây là trọng tâm của bài hôm nay, chúng ta sẽ nắm được những triệu chứng và chẩn đoán của hội chứng tắc ruột, nó làm sao với một bệnh nhân chúng ta chẩn cho được bệnh nhân này có hội chứng tắc ruột. Thì triệu chứng cơ năng là gì? Kinh điển nhớ là có thứ chứng của tắc ruột là có đau, có nôn, có quý, có chướng. Đau, nôn, quý, chướng là thứ chứng của tắc ruột. Bệnh nhân nào có đủ bốn triệu chứng này thì hầu như là chắc chắn là tắc ruột. Còn với không, bệnh nhân nào có 3 thì nhiều khả năng, bệnh nhân nào có 2 thì có thể. Nếu bệnh nhân là chỉ có 1 trong 4 thôi là ít có khả năng tắc ruột. Cho nên tùy vào cái số triệu chứng này, khi bệnh nhân nhập viện mà chúng ta dự đoán được là cái khả năng tác dụng của bệnh nhân này là cao hay thấp. Nắm được rồi ha. Giả sử như là chỉ có chướng bụng không, chứ chắc là tác dụng cũng không loại được. Hiểu vấn đề chưa? Còn nếu cả 4 triệu chứng đều có thì hầu như chắc chắn là bệnh nhân này bị tác dụng. Và thực thể thì sao? Rồi hôm nay bạn tới đây, các bạn người nhà, các bạn đọc cho nhiều vô. Đây, tất cả đây chúng ta đều hiểu hết, đọc qua đều hiểu hết.
và thầy không có thời gian để ta thầy giảng ở đây các bạn nghe sẽ rất là nghe các bạn sẽ mất nhiều thời gian rất phí. Nhưng từ tất cả thông tin đây các bạn nghe các bạn sẽ hiểu hết, bạn đọc bạn sẽ hiểu hết nhé. Đây là hình ảnh dưới mụn của bệnh nhân cắt ruột, đây cắt ruột non hay ruột già nha. Về mặt hình thái cái thành bụng trong chẩn đoán vị trí cắt ruột ấy, nếu là bụng mà chướng thì yếu quanh rốn là cắt ruột non, bụng chướng ở ngoại vi là cắt ruột già nha, chướng cả ngoại vi lẫn quanh rốn thì là cắt ruột già giai đoạn muộn. Giai đoạn muộn là sao, là cắt ruột già nó dội qua ruột non, nó làm giãn cả ruột non luôn. Có nhiều trường hợp cắt ruột già bệnh nhân khi mổ ra là ruột non nó giãn đến tận luôn, bệnh nhân nôn ra dịch phân luôn đấy, là toàn bộ ruột non, toàn bộ ruột già nó đều giãn hết. Đây là trường hợp dấu hiệu gì qua ruột nổi, bạn thấy trên thành bụng có những cái vết tích hằn của cái qua ruột giãn to, đây là dấu hiệu qua ruột nổi. Và nếu những qua ruột nổi này bạn thấy nó di động, nó gồ lên và nó di động, người ta gọi là dấu hiệu rắn bò ha. Mà đôi khi đấy không phải là dấu hiệu rắn bò điểm rõ ràng, một cái khối nó gồ nó chạy loang quang như rắn bò đâu, chỉ cần những cái qua ruột này bạn thấy không, nó nổ lên mà nó, khi bệnh nhân đau nó gồ lên nhiều hơn nha. Và khi bệnh nhân giảm đau hết đau nó lại xẹp nó xuống thì cũng tương đương với dấu hiệu rắn bò. Rồi cho nó phân biệt cái này quan trọng nè, nha, nghệ thuật ta chỗ này đây. Đầu tiên là chúng ta phải phân biệt cho được nha tác ruột cơ học và tác ruột cơ năng thì quá đơn giản. Nha tối nay về nhà tới slide này xem, nếu xem hiểu thì sẽ có khi trách nhiệm được điểm cao. Nha tất cả là trên mây hết, bạn xem tới đâu sẽ bạn sẽ hiểu tới đấy, không có gì cái bài giải thích thêm ở đây. Các bạn thứ gì là sao tác dụng đơn thuần và tác dụng do khách, đơn thuần có gì khách có gì nhé, tối nay cũng về nhà xem lại cái slide này. Thứ ba nữa là sao tác dụng non hay tác dụng già, đây là cái nghệ thuật trong chẩn đoán đấy, nắm được chưa, làm sao bệnh nhân nhập viện với hội chứng tác dụng chúng ta chẩn cho ra nha, có khách hay không nha, ở đâu dụng non hay dụng già, cao hay thấp, là chúng ta là một nhà lâm sàng giỏi. Rồi phân biệt với chẩn đoán gì nữa, phân biệt với bán tắc và tắc hoàn toàn. Những bán tắc là sao, là cái lòng bụng nó vẫn còn thông chút đỉnh, còn tắc hoàn toàn là sao, nó không có gì qua được hết, bích hoàn toàn, nắm được chưa. Để xem nó bán tắc hay tắc hoàn toàn đấy, chúng ta phải hiểu là ở ruột non thì cái vật chất trong lòng bụng nó là cái gì, ruột già vật chất trong lòng bụng nó là cái gì, và từ cái đấy ta mới suy luận ra là gì. Trong trường hợp bác sát ruột non thì sao bệnh nhân còn phương tiện được nha, hay nói cụ thể là gì, một bệnh nhân nhập viện vì hội chứng tắc ruột non mà bệnh nhân vẫn còn phương tiện được thì chúng ta kết luận là bán tắc ruột non. Trong khi đó ruột già thì khác, chúng ta không dựa vào tiêu chí là phương tiện, chúng ta dựa vào tiêu chí là đi tiêm nha. Bệnh nhân nhập viện vì hội chứng tắc ruột già mà bệnh nhân đi tiêu bón là sao nha, tiêu bón ở dưới góc độ ngoại khoa là gì, là tuần nha, đi dưới tiêm từ 2 lần trở xuống, còn dưới góc độ nội khoa thì có gì nữa, là phân thì không chặt nha, rồi bệnh nhân đau đi xong không thấy thoải mái, đó là góc độ nội khoa. Còn táo bón dưới góc độ nội khoa chỉ đơn thuần là gì, là số lần, nó liên quan đến cái sự bế tắc ở đâu đó ở trong ruột già, đặc biệt là ở đoạn cuối. Nắm được chưa, như thế thì táo bón ngoại khoa, cái từ táo bón đó là nó đặt ở trong mặt kép, chứ không phải là táo bón nội khoa đơn thuần nha. Thì cho nên là hai cái này là bác sĩ ngoại khoa tổng quát đôi khi vẫn còn lòng nhầm lẫn đấy nha. Thầy kể một trường hợp, có bệnh nhân bị ung thư đại tràng nhập viện. Khi nhập viện thì sao, là bệnh nhân hoàn toàn không có đi tiêu được, nghĩa là một tuần lễ rồi không có đi tiêu nha, tuy nhiên bệnh nhân vẫn phương tiện được, thì bác sĩ điều trị chẩn đoán là bán tắc đại tràng nha, và cho quyết định là sau là chuẩn bị đại tràng để mổ chương trình, chuẩn bị đại tràng bằng cách nào, bằng cho bệnh nhân uống một cái loại thuốc đặc biệt, cái thuốc đó có tác dụng rửa trôi làm cho cơ nó tháo ra ngoài hay ở dưới, nghĩa là uống như tới đâu thì nó sẽ tháo ra ngoài nguyên vẹn, nó có phát khô nha. Uống 2 lít dịch đấy, uống xong là 2 tiếng sau là bệnh nhân đau bụng dữ dội, nhập viện trong bệnh cảnh là có cái bệnh cảnh là viêm phúc mạc, bỏ cấp cứu, mổ ra đại tràng nó bể. Như thế thì
cái anh bác sĩ đấy ảnh lấy cái tiêu chuẩn của bán tác dụng non, anh áp vào tiêu chuẩn bán tác dụng già, thực tế bệnh nhân đấy là đã tắc hoàn toàn rồi. Tại vì sao? Là đâu có đi tiêm được đâu ha, cho nên anh lấy cái tiêu chuẩn này áp ở bên kia, cuối cùng là bệnh nhân trả giá bằng cái biến chứng rất là nặng, nắm được chưa hả? Phương tiện là đánh rắm đấy, tức là à, dùng từ y khoa văn nghĩa thế nha, còn nếu dùng từ dân giả là đi nha, thì đánh giống nha, việc bắt mà đánh giống nha, nghĩ thơ quá. Rồi một điều nữa là cái gì? Khi bệnh nhân nhập viện với bệnh cảnh tắc ruột do thắt thì không có đặt ra khái niệm là máu tắc hay tắc hoàn toàn, nắm được chưa? Cái này rất là quan trọng ha. Bán tắc hay tắc hoàn toàn chỉ đặt ra khi bệnh nhân có chẩn là tắc ruột đơn thuần, còn nếu tắc ruột do thắt thì sao là không đặt ra cái khái niệm đấy nha. Tại vì bệnh nhân tắc ruột do thắt thì sao có nhiều trường hợp là khi nhập viện bệnh nhân vẫn đi tiêu được, vẫn phương tiện được. Tại vì sao? Bệnh nhân quá đau thì nhập viện sớm. Nhập viện sớm thì sao phân và hơi bên dưới cái chỗ thắt đấy nó vẫn tiếp tục nó được đẩy ra ngoài, trong khi đó là cái chỗ thắt chỗ nghẹt đấy đã bít hoàn toàn. Cho nên nếu ta chẩn là đi tiêu được, phương tiện được là bát tắc, ta điều trị bảo tồn là chết. Đã có được một là bệnh nhân bị thắt nghẹt ruột đấy, nhưng đi tiêu được thì hơi được, mà chẩn đoán là bán thắt chứ không chẩn đoán là thắt nghẹt, điều kiện bảo tồn tuần lễ khi đến uống sau tuần lễ mổ ra được nó đã hoại tử, đang khuôn nó cắt bỏ, nhớ ba cái này rất là quan trọng nha. Rồi thôi, sắp sửa xong rồi này, xem tôi vui không phải trọng tâm của các bạn. Một số phương pháp điều trị tắc ruột, đây là phẫu thuật gỡ dính ruột. Cái hình bên trái là gì? Là gỡ dính ruột qua mổ mở. Cái hình bên phải là gỡ dính ruột qua nội soi. Thứ hai nữa là gì? Trong trường hợp ruột tắc do dị vật, thở thức ăn, sỏi mật, búi tóc, búi run, đại cái gì đấy, thì một trong những cách điều trị là gì? Ta mở cái thành ruột để dị vật ra. Nên cũng có trường hợp là ta đẩy dị vật đó xuống đại tràng, tùy vào cái căn thương, tùy vào cái dị vật đó là cái gì. Thứ ba đó là nếu tắc ruột do ung thư, do khối u nha, mà bệnh nhân toàn trạng cho phép gây mê hồi sức tốt, thì chúng ta có thể cắt đại tràng, cắt bỏ đại tràng khối u đấy luôn. Còn nếu như bệnh nhân không cho phép, tại vì sao? Bệnh nhân bị ung thư thường là bệnh nhân lớn tuổi nha, thì lúc đó là cho chỉ giải áp cái ruột thôi, nghĩa là đưa cái đoạn ruột phía trên chỗ tắc ra bên ngoài, nắm được chưa? Thậm chí là trong trường hợp cắt đại tràng, cắt đoạn đại tràng xong thì cũng không có phẫu thuật viên nào dám nói ngay cắt xong ta cũng phải đưa cái đầu trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo ha. Và gì nữa, trong trường hợp tắc ruột do thắt thì chúng ta phải giải chỗ thắt đấy, giải phóng cái đoạn ruột bị thắt đấy. Điển hình là trường hợp này, đây là một cái phẫu thuật mổ thoát vị bệnh nghẹt nha, tùy cái chỗ thắt nghẹt đấy, cái chỗ thắt nghẹt nó thường là lỗ càng sâu nha, cắt cái lỗ càng sâu, cắt cái dòng sơ nó càng sâu đấy thì ruột nó sẽ được giải thắt nha. Nếu mà ruột nó sống hồng hào, nó để vào trong bụng, chúng ta sẽ phục hồi lại thành bệnh. Rồi hết, có gì thắc mắc không? Rồi mới ngủ xong, ngủ giấc tôi giảng từ đầu đến giờ ngủ say mê, nghe nó hết cái là tỉnh về liền.